Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 tại khu vực bên sông Hàn. Sau 3 năm lễ hội trở lại, đây là sự kiện không chỉ người dân thành phố mong chờ mà cả du khách trong và ngoài nước cũng rất quan tâm. Vì vậy, Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch đang chuẩn bị mọi nguồn lực để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, cũng như đảm bảo đón và phục vụ du khách đến thành phố trong thời điểm này. Địa điểm bắn pháo hoa tại khu vực cảng sông Hàn, khán đài và sân khấu chính được bố trí tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, đối diện khu vực bắn. Theo đó, khán đài năm nay được chia làm 3 khu vực với tổng diện tích 9.500 m², gồm 5.400 ghế ngồi. Hiện tại công tác thi công khán đài cơ bản đã hoàn tất. Sân khấu chính có diện tích khoảng 1.050 m² với thiết kế có nhiều nét đổi mới. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trực tiếp đến khu vực thi công khán đài và sân khấu chính pháo hoa để kiểm tra tiến độ cũng như động viên công nhân thi công tại đây. Qua 3 năm thì chắc chắn là cũng có những cái khó khăn nhất định, nhưng bằng quyết tâm của thành phố cũng như tập đoàn Sinh thì đến thời điểm này thì mọi công tác chuẩn bị cũng đã sẵn sàng, và tôi nghĩ rằng là tất cả thì nó sẽ đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Hy vọng rằng là cái đêm khai mạc vào ngày 2 tháng 6 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, lãnh đạo Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết doanh nghiệp du lịch luôn trong tâm thế sẵn sàng với nguồn lực đầy đủ để đáp ứng, đón và phục vụ khách. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký đến thành phố trong thời điểm diễn ra lễ hội pháo hoa đạt khoảng 60% công suất, nên Đà Nẵng còn dư địa lớn về nguồn lực dịch vụ để tiếp tục đón các nguồn khách đến thành phố. Hiện nay, cái nhiệm vụ của Hiệp hội Du lịch thành phố là làm sao chúng tôi truyền thông mạnh mẽ cho sự kiện này, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia sâu vào các sự kiện, khai thác thêm các nguồn khách đến với Đà Nẵng, tổ chức các cái hoạt động truyền thông để làm sao chúng ta vừa là phục vụ tốt du khách, vừa giữ được cái chất lượng dịch vụ và kiểm soát được giá trong cái sự kiện pháo hoa lại rơi vào đúng cái cao điểm khách mùa hè của chúng ta. Trong thời gian diễn ra lễ hội, nhiều sự kiện đồng hành sẽ được tổ chức nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách đến với Đà Nẵng. Thành phố cũng tăng cường công tác an ninh an toàn điểm đến. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành sự kiện thương hiệu của thành phố Đà Nẵng. Với sự đầu tư chuẩn bị chu đáo lần trở lại này, kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến sự kiện và lễ hội hàng đầu châu Á của thành phố, góp phần thúc đẩy phục hồi du lịch Đà Nẵng.